Hello, hello các bạn. Hôm nay là sáng thứ 7 cuối tuần. Thì hôm nay là 11 Tây, cũng được 11 ngày toàn dân thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là ai ở đâu ở yên một chỗ, hạn chế đi ra ngoài để phòng chống Covid-19. Thì cũng như thường ngày thì mình bán cây kiểng, cây bông trang online, thì sáng hôm nay mình cũng đang cùng với bảy vô bậu các cây bông trang để giao cho khách. Thì cái lô này là gồm 6 cây bông trang vàng, một cốt, 16 14 cây bông trang đỏ một cốt và 2 cây bông trang lá hẹ một cốt, giá là 35.000 đồng một cây. Mình gửi cho anh ở Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đây thì bảy mình đang vô bầu. Cây một cốt cao hơn 2 gang tay nha các bạn. Tính từ cái mặt chậu á, 1 gang tay, 2 gang tay đó, còn ở chóp ở trên. Và cây màu đỏ thì gốc to hơn nữa. Đây các bạn nhìn cái gốc có hoa luôn, cái gốc khá là to. Mình đo từ cái mặt chậu lên không mà nha các bạn xem nào, 1 gang, 2 gang tay đó, và còn cái chóp ở trên nữa, 3 gang tay. Cây màu đỏ thì rất là tốt, cao vượt. Đó, cái lô này mình gửi cho anh ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Rồi, mình quay cho các bạn xem sơ một vòng. Thì cũng nhân cái dịp cái mùa phòng chống dịch bệnh Covid này, ai nấy đều ở trong nhà để phòng chống dịch, thì sẽ lướt mạng xem online, YouTube rất là nhiều, sẽ mua hàng online rất là nhiều. Thì mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã mua cây ở bên kênh YouTube của mình. Xin kính chúc tất cả các bạn đều dồi dào sức khỏe, luôn nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh thật là tốt, để bảo vệ sức khỏe của mọi người, gia đình và người thân của chúng ta. Và đặc biệt là phải nhớ là khi mà bước đi ra ngoài là phải luôn luôn đeo khẩu trang và rửa tay sạch trước và sau khi làm bất cứ một việc gì, đặc biệt là trước và sau khi ăn. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.